Ở Việt Nam chỗ nào cũng thấy hình ông Hồ. Đi đâu cũng thấy cướp. Ở Việt Nam chỗ nào cũng thấy hình ông Hồ. Đi đâu cũng thấy cướp. Ở Việt Nam chỗ nào cũng thấy hình ông Hồ. Đi đâu cũng thấy cướp. Ở Việt Nam chỗ nào cũng thấy hình ông Hồ. Đi đâu cũng thấy cướp. Ở Việt Nam chỗ nào cũng thấy hình ông Hồ. Được coi là cha già dân tộc, ông là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống thực dân và cũng là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản. Một cuốn sách mới xuất bản nói là chuyện đời thật của ông Hồ đã bị cắt xén. Tác giả Dương Thu Hương kể lại rằng ở lứa tuổi 60, ông Hồ quan hệ và có hai con với một phụ nữ kém ông chừng 40 tuổi. Chuyện tình ấy không được đưa vào sách sử vì sợ làm hoen ố hình ảnh cha già dân tộc. Cha già dân tộc thì phải dâng cuộc đời, thì giờ và năng lực cho dân tộc, chứ lẽ nào cho một phụ nữ trần tục. Phát giác này được Dương Thu Hương kể lại trong sách mới xuất bản sau 15 năm sưu khảo. Người phụ nữ bị giết sau 4 năm quan hệ với ông Hồ. Bà chết vì bị đánh vào đầu. Thế nhưng sau đó, xác bị vứt ra đường, giả là một tai nạn giao thông. Ông Hồ đem bí mật này xuống mồ. Ông chết năm 1969, đúng ngày lễ độc lập. Dương Thu Hương nói là ông tự ý dứt bỏ dây nhợ để chết vào đúng ngày kỷ niệm ấy, như một hành động kiên cường sâu cùng chống lại Đảng Cộng sản. Tác giả muốn người dân Việt Nam biết điều đó. Nhân dân Việt Nam phải hiểu, phải biết rằng họ đã bị thao túng, họ đã bị coi thường. Dương Thu Hương không còn trở về quê hương được. Bạn không thể nào tìm được sách của bà ở Hà Nội, nhưng có thể tìm đọc nó trên net. Đọc rồi, sẽ thấy hình ảnh Bác Hồ không còn như trước nữa. Đọc rồi, sẽ thấy hình ảnh Bác Hồ không còn như trước nữa. Đọc rồi, sẽ thấy hình ảnh Bác Hồ không còn như trước nữa. Đọc rồi, sẽ thấy hình ảnh Bác Hồ không còn như trước nữa. Đọc rồi, sẽ thấy hình ảnh Bác Hồ không còn như trước nữa. Bác giải thích này, bác không lấy vợ vì bác không nỡ hưởng niềm vui riêng trong khi đồng bào miền Nam đầu rơi máu chảy. Đấy, bác hy sinh đấy chứ. Bác không lấy vợ là vì lẽ đó thôi. Bác không lấy vợ có lợi cho đồng bào miền Nam hơn, có lợi cho cách mạng hơn. Bác đi xa 46 năm rồi, nghiên cứu của chúng ta chậm chạp quá. Bây giờ biết được những tư liệu như vậy thì bác đi mất rồi. Thế càng xót xa chứ các đồng chí. Lại có một lần, bác là chủ tịch đảng, bác ngồi dự giờ giảng lý luận của Tổng Bí thư. Đảng ta rất chú trọng lý luận mà. Bác là một nhà lý luận lỗi lạc. Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng rất giỏi về lý luận. Bác ngồi nghe Tổng Bí thư giảng bài cho cán bộ cao cấp, trong đó có rất nhiều tướng lĩnh của các đồng chí. Ông ấy lại giảng về đại đoàn kết, tức là vấn đề máu thịt của bác. Lúc cao hứng lên ông ngâm là thuận vợ, thuận chồng, bể đông tát cạn, thuận bè, thuận bạn, tát cạn, bể đông, đúng quá đó. Ai ngờ đâu bác đứng lên ngay. Bác bảo bác có mỗi một mình bác thôi, bác thuận với ai ở đây bây giờ? Thì các đồng chí càng thấy thương bác, càng thấy thương bác. Và bác tự trả lời này, bác sẽ làm việc bằng hai người các chú ạ. Một là nó cô đơn và lẻ loi lắm, làm hai cho nó có đôi mà. Bác sẽ thay bằng cách làm việc bằng hai người. Hồi kháng chiến chống Mỹ đấy, mỗi người làm việc bằng hai đấy các đồng chí. Vì miền Nam ruột thịt, nó bắt nguồn từ cái xuất xứ này. Để ta mới cảm thấy bác vĩ đại vì sự hy sinh và hóa thân. Đặc biệt nữa, tại sao mà đôi mắt bác thời trẻ lấp lánh như ánh sao, mà tuổi già cứ đượm buồn, chiều tối trời mưa tầm mưa tã, cứ ngóng trông về phương Nam?
Ngay trong phòng bệnh của bác treo cả bản đồ chiến sự, lúc nào cũng có cơ đại diện Bộ Tổng Tư lệnh Tham mưu để thuyết minh cho bác chiến thắng ở đâu cơ mà. Ông Vũ Kỳ nửa đêm đi rón rén không có tiếng động vào phòng bác, tắt đèn, vặn nhỏ cái đài ở đầu giường rồi mới ra về để bác ngủ ngon giấc. Chưa kịp đi bước nào bác gọi chú Kỳ quay lại cho bác nhờ một chút. Bảo thưa bác còn cần gì nữa không? Bác bảo là vặn tắt đèn cho bác cũng được, nhưng bác đang ngủ đâu? Bác đang nghe tin. Bác nghe tin bởi vì bác 29 ngoại ngữ, chỉ thua Angen. Là như vậy. Bác vạch đường đi nước bước cho chúng ta có bao giờ một giấc ngủ ngon đâu, chọn giấc đâu. Để đài cho bác nghe, đang nghe tin. Bác nói tiếp này, cứ để cho bác nghe tiếng đài cả đêm cũng được, như có tiếng người bên cạnh vậy. Tức là nó đỡ cô đơn. Bác là con người chứ có phải là thánh đâu. Đấy, những điều ấy ta cần biết. Cứ chiều tối đấy, các đồng chí lãnh đạo đều có gia đình riêng cả, về với vợ với con. Bác bảo thôi muộn rồi, các chú về nhà đi, bác ở đây một mình cũng được. Về đi đừng để các thím mong. Bác coi như tất cả là gia đình mà, các thím đấy tức là phu nhân ấy. Đừng để các thím mong, đừng để các cháu đợi, bác ở đây một mình cũng được. Thứ bảy chủ nhật cho các cháu vào chơi với bác. Các đồng chí có nhớ cái bài thơ của Tô Hữu nhỉ? Tôi có người con gái là Hoa. Hoa ơi con gái của cha, cha nâng con nhé, làm hoa mừng người. Người con gái nhà thơ đó bây giờ là một tiến sĩ nổi tiếng rồi. Đấy, chính là như vậy. Thứ bảy chủ nhật cho các cháu vào chơi với bác cũng được. Tiền lương của bác một phần lớn là mua kẹo bánh cho các cháu cả đấy chứ. Trên lúc bác mất ấy, ngoài di chúc để lại như thế này, cái túi tiền tiết kiệm ông Vũ Kỳ báo với Trung ương đổ xuống còn được có mấy đồng bạc. Cả một cuộc đời của Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng cho hết mà, hy sinh hết, tất cả là vì dân. Thế cho nên chúng ta mới hiểu được thêm một cái chi tiết này nữa. Tại sao trên ngực áo của bác lúc ra đi không một tấm huân chương, nhưng mà lại cả một cái khoang ngực này ướt để các em xin. Gối nằm của bác hai bên diềm gối đẫm nước. Đấy là nước mắt của bác nhỏ xuống, thương nhớ miền Nam, không nỡ bỏ dân mà đi. Còn khoang ngực không một tấm huân chương, vì huân chương nào bác cũng từ chối, chứ không có. Nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng đã từng thời kỳ tham gia trong quân đội, có nói là Bác Hồ của chúng ta có lẽ là người nghèo nhất thế gian, không có gì cả. Cái nhà sàn của bác ở có phải của bác đâu, đấy là nhà công vụ đấy chứ. Mà bác đến ngay cả cái tấm giấy khen của bác cũng chẳng có. Thì câu này cũng là hơi kỹ quá, chứ còn ai khen bác được nữa, chỉ có lòng dân thôi, đúng không? Đấy. Ta trở lại cái câu chuyện này. Huân chương Lenin tặng cho bác là huân chương cao quý của Liên Xô. Bác bảo đây không phải của riêng tôi, đây là của dân tộc Việt Nam, cho nên tôi xin đề nghị các đồng chí hoãn lại. Đợi khi nào miền Nam của chúng tôi giải phóng, thống nhất đất nước, tôi xin thay mặt nhân dân đi thăm để cảm ơn anh em Liên Xô và các nước anh em, rồi sẽ nhận phần thưởng cho dân tộc chúng tôi. Nhưng có kịp đâu, mà thực chất là bác từ chối. Chuyện còn kể lại là lần sang Trung Liên Xô chữa bệnh cuối cùng mà ông Vũ Kỳ cùng đi với bác, hôm về nước, văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô mời ông Vũ Kỳ đến để trao cho một cái phong bì lớn, về mở ra 5.000 rúp vàng, trong đó ghi rõ biếu bác 4.000 rúp, biếu ông Vũ Kỳ 1.000 rúp, hai bác cháu 5.000 rúp về nộp bác. Bác cười, bác bảo lấy giấy bút đây cho bác. Bác viết tiếng Nga, nói tiếng Nga như người Nga. Bác bảo tôi và đồng chí Vũ Kỳ ở đây được chăm sóc chu đáo, không thiếu một thứ gì, cho nên chúng tôi không tiêu gì đến tiền. Xin các đồng chí vui lòng nhận lại cho với lời cảm ơn chân thành của chúng tôi. Thế là để lại hết. Đấy. Ta chống tham nhũng cầm đi nhé, mãi mà không dự thảo xong cái luật là kiểm soát các chuyến đi nước ngoài của quan chức, để sung công hết nữa.
thời phong kiến nó làm mãi rồi. Ta bây giờ chưa làm được. Trong khi đó bác xử sự như thế đấy các đồng chí. Đến đâu quà cáp tặng bác nhiều lắm, vì họ rất ngưỡng mộ bác, mà toàn quà giá trị, giá trị trong nghĩa vật chất đấy. Bác nhận hết, nhận cho người ta vui thôi. Đến sân bay bác để lại hết, chỉ nhận lớn nhất như cái đài nghe tin của Liên Xô tặng, hoặc cái đồng hồ, hoặc cái lá cờ đuôi nheo, hoặc cái huy hiệu đấy thôi. Bác dặn trước sứ quán các nước để những cái hòm gỗ to dán cờ của từng nước lên, và đến quà nước nào để trong cỏ hòm đó, trước khi rời sân bay lên máy bay, bác để bức thư viết tay cảm ơn vào trong cái hòm quà đó để lại. Lúc bấy giờ mới để lại, chứ còn lúc đầu nhận ngay để cho người ta vui. Bác tinh tế thế đấy các chú, trung thực như thế đấy, và khiêm nhường đến như vậy. Lời ta thân ái, lời bác hỏi ân cần.
thầy giáo, cán bộ công nhân viên nhà trường và cả các cháu học sinh thân yêu của bác. Động mong các cháu học trò không chỉ năm học này mà cả cấp học này, các cháu sẽ đủ tốt nghiệp để lên lớp mới 100%, đồng ý được phải không? Các cháu có nhớ năm điều bác dạy không? Điều thứ nhất là gì? Đứng đầu yêu tổ quốc, yêu đồng bào, có nghĩa là kính yêu ông bà cha mẹ anh em. Điều thứ hai là gì? Học tập tốt. Điều thứ ba, điều thứ tư, điều thứ năm, các cháu ngoan nhớ lời bác. Bây giờ bác sẽ đọc thơ gửi tới các cháu một lời chúc mừng, các cháu đồng ý không? Mong các cháu. Cái đám mồi của Trung Quốc nó có cái khái niệm các anh chị. Tức là sao? Tức là nó thực hiện hành vi thú tính, hành vi sex với những bé nhỏ, bé gái nhỏ và bé trai nhỏ, nó nói hơn. Nó rất là may mắn. Tụi làm ăn á, dân làm ăn nó nói làm như vậy á là phát tài. Cái tụi mọi trung cẩu tạp chủng nó nói vậy đó. Đúng không các anh chị, có phải quan điểm này của tụi nó không? Nho Khổng mà ra mà thì tụi Việt Cộng học theo, học tập và làm theo tấm gương đạo đức. Mọi bắt bó Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh là thằng tàu khựa thì nó phải học theo tàu khựa, đúng không các anh chị? Mà nếu là con người, tức là bước qua khỏi cái giai đoạn mọi như tụi nó, người ta sẽ hiểu là cái chuyện đó chỉ làm với những người mà mình cảm thấy yêu thương, mình có tình yêu thương, hoặc là vợ chồng. Còn kiểu như tới ốc o rồi, tới ốc o rồi, hết chịu nổi rồi, gọi là ăn bánh trả tiền thì cũng làm ơn kiếm cái người mà lớn lớn, gọi là thành niên, người ta đủ cái năng lực hành vi dân sự. Tức là người ta có trí tuệ, người ta hiểu cái hành vi này, người ta chịu trách nhiệm với hành vi này. Thì con người người ta như vậy các anh chị, người ta chọn đối tượng để người ta làm chuyện đó như vậy. Còn cái bọn mỏi của tôi nói là gì? Thì quay trở lại. À, tới đây thì rất nhiều các anh chị sẽ bắt đầu hỏi, đặt cái câu hỏi là như vậy thì nãy giờ cái vấn nạn ấu dâm của Việt Nam nó có liên quan gì đến Hồ Chí Minh? Đặc biệt là các bạn phe đảng sẽ hỏi câu hỏi này, đúng không? À thì nó có màu sắc của Trung Quốc, nó có cái khái niệm mọi rợ chậm tiến của Nho Khổng, nó rập khuôn giữa Trung Cộng với Việt Cộng, nó cũng có những chương trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thấy không các anh chị? Nhưng mà chúng ta không có thấy cái gọi là cái chứng cứ gì để cho thấy nạn ấu dâm, nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam có liên quan trực tiếp tới Hồ Chí Minh. Chúng ta chưa thấy, phải không các anh chị? Phải, các bạn phe đảng đều đang rất là sôi máu muốn hỏi câu này. Vậy theo các anh chị, nó có liên quan hay không? Liên quan chỗ nào? Có anh chị nói thằng đó là cha đẻ khai sinh ra môn ấu dâm. Nói vậy nghe vui được, nhưng mà thật ra ấu dâm người ta ghi nhận từ sớm lắm các anh chị. Từ trước công nguyên là đã bắt đầu người ta ghi nhận cái tệ ấu dâm, nó đã xuất hiện từ sớm, rất sớm các anh chị. Nó là do não trạng các anh chị ơi, do não trạng. Tức là cái não trạng con người nó chưa có tới cái độ văn minh, nó còn mỏi rợ á,
thì nó có xu hướng đó. Hả các anh chị, liên quan như thế nào các anh chị? Quốc nạn, ấu dâm và xâm hại tình dục trẻ em của Việt Nam liên quan trực tiếp như thế nào đó đối với Hồ Chí Minh? À, có bạn Tình Phan nói là ông Hồ rất là thích ấu dâm, có rất là nhiều tấm hình ấu dâm ở trên mạng. Những cái tấm hình, những cái bài báo, những cái chứng cứ, những cái tư liệu, à, thậm chí những cái nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu về chính trị, chứng minh ông Hồ là một trong những người bị cái bệnh ấu dâm, bệnh hoạn đầy ở trên mạng á. Đúng không các anh chị? Nó chứng minh ông Hồ bị cái bệnh ấu dâm, một con người bệnh hoạn ấu dâm đầy ở trên mạng. Nhưng mà cách nào để chứng minh ông Hồ là chịu trách nhiệm trực tiếp, là liên quan trực tiếp đối với thảm cảnh các em bé dân tộc Việt của chúng ta ngày hôm nay bị rơi vào tai họa, rơi vào quỷ dữ, mà không có cách nào để cứu các em hết các anh chị. Các anh chị, à, báo chí có đăng 1000 lần thì tụi nó vẫn bị xâm hại mỗi ngày. Đăng vụ này thì vụ khác bị xâm hại. Các anh chị, tại vì luật pháp đâu có thay đổi gì đâu. Đúng không các anh chị? Và còn một cái nguyên nhân nữa mà chúng ta nhìn thấy sự liên quan này, thì chúng ta sẽ thấy cái nguyên nhân đó là nguyên nhân gốc. Nguyên nhân gốc ở các anh chị. À, tôi kể cho các chị nghe một câu chuyện. Mới đây ở Bến Tre các anh chị, nó diễn ra một cái sự kiện mà những anh chị nào hên mà thấy á, thì các anh chị sẽ, tôi tin là các anh chị cười mà gọi là cười té ghế luôn á. À, bằng một cách nào đó, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Bả Chó với Bộ Giáo dục Đào tạo Cộng sản Việt Nam phối hợp với nhau triển khai một cái phương pháp tuyên truyền mới, tuyên truyền trực quan sinh động vào trong trường tiểu học, tiếp tục tuyên truyền và xây dựng hình tượng cha già dân tộc Hồ Chí Minh cho các em học sinh tiểu học bằng hình thức gì các anh chị? Ở Bến Tre mới đây các anh chị thấy không? Rất là trực quan, rất là sinh động. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục Đào tạo Cộng sản Việt Nam, tụi nó hợp sức với nhau, nó làm một cái trò trực quan sinh động, phương pháp mới. Nhiều người nhìn thấy cười té ghế luôn. Nhưng các anh chị phải hiểu đó, đằng sau nó là một cái đòn rất là thâm độc. Nó triệt hạ thế hệ trẻ của chúng ta luôn. Nếu mà nó nhân rộng là chúng ta chết chắc luôn đó các anh chị. Chứ không phải chơi đâu nghe các anh chị. Đó là nó làm cái gì các anh chị? Bọn nó làm gì? Ở Bến Tre. À, anh Stephen đổ. Nó hóa trang thành chó Hồ. Cái này từ của anh Stephen nói. Môn nghệ thuật mà nước ngoài họ gọi là cosplay, tức là đóng thế, đóng giả các chị, đóng giả, cosplay, đóng giả. À, có một người nào đó họ hóa trang thành Michael Jackson. Ông vua dancing của nước Mỹ, ông vua dancing của thế giới luôn, nhảy giống nước Mỹ, người ta gọi là cosplay, đóng giả thành Michael Jackson, đúng không? À, rồi chẳng hạn như những nhân vật nổi tiếng trên phim ảnh, người ta cũng đóng giả, không các chị? Rồi những chính trị gia, người ta cũng đóng giả, đúng không? Nhưng mà lần đầu tiên trên thế giới các anh chị, Bộ Giáo dục Đào tạo Cộng sản Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Bả Chó Việt Nam, nó đóng giả một cái xác chết, nó cosplay một cái xác chết
dĩ nhiên là xác chết của Hồ Chí Minh. Mà chết chưa chôn, tức là cái xác ướp, đóng giả một cái xác ướp, đi vào trong một cái trường tiểu học, hàng ngàn trẻ em, rồi ép các em á tung cờ, tung bông, chào đón, vỗ tay, hoan hô, rồi chạy lại gờ, chạy lại gờ. Những ánh mắt ngây thơ tội nghiệp, cô giáo kêu sao làm y vậy, kêu vỗ tay, vỗ tay. Một cái xác chết từ xa đi vô, gương mặt thì trắng bệch, con mắt thì lồ lộ, cái miệng thì kề xuống tới như gần. Từ xa đi vô, cái tay giống hệt như cái xác chết. Con em của chúng ta đứng xung quanh, bị những con cộng cái, những thằng cộng đực, nó khoác lên mình áo xanh đoàn thanh niên, nó khoác lên mình những bộ áo thầy cô giáo, nó bắt con em chúng ta vỗ tay đón cái xác chết, chạy lại sờ, sờ bắt hồ đi con, tức là sờ xác chết đi con, chạy lại sờ, ôm bắt hồ đi con, là ôm cái xác chết đi con, nó chạy lại nó ôm, không ôm quýnh chết mẹ nhỏ sao. Phải không các anh chị? Các anh chị không thấy cái cảnh đó sao? Các anh chị không thấy, một lát nữa tôi đăng clip đó lên cho các anh chị coi. Các anh chị nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì? Ở cái hành động mà tuyên truyền trực quan sinh động đó của họ. Các anh chị nhìn thấy điều gì ở đó? Tôi nhìn thấy họ đang cảm thấy cái hình tượng Hồ Chí Minh bị đe dọa nghiêm trọng hơn bao giờ hết trong thời điểm này. Phải không các anh chị? Với ánh sáng của thông tin, truyền thông tự do, thì những cái gọi là điếm đàn, bệnh hoạn, tội ác của Hồ Chí Minh nó phơi bày ra hết, mà nó truyền chóng mặt luôn các anh chị. Thì cái đối tượng nào mà những ánh sáng này không truyền tới được là những em nhỏ nhỏ nhỏ, con cháu chúng ta nè. Làm tụi nó cắp sách đến trường, nó ngồi trong mái trường của cộng sản, nó học những thầy cô giáo, những con cộng đực, những con thằng, những thằng cộng đực, những con cộng cái, không hết là vậy. Nó bác học sao phải học y như vậy. Nó chỉ lên trên tấm bảng, mỗi cái lớp đều có một cái hình, cái lớp nào cũng có tấm hình đó. Sống chiến đấu lao động học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, chỉ vô rồi Bác Hồ đó mày, gõ thước lên bàn gầm gầm gầm, Bác Hồ ở dưới, Bác Hồ cha già dân tộc, cha già dân tộc. Rồi xong thế hệ này lớn lên ra, cái thế hệ nhỏ vô nó cũng chỉ Bác Hồ, Bác Hồ cha già dân tộc, cha già dân tộc. Hết lớp này tới lớp khác vậy nè. Những đứa nhỏ 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 vậy là những đứa nó không có tiếp cận được sự thật. Chứ cỡ 8X với 9X như tôi với các anh chị thì đường nào mà nó chỉ vô tấm hình đó, nó chỉ kêu Bác Hồ, nó chỉ vô tấm hình nó kêu Bác Hồ, tụi mình chỉ vô mặt mày là khùng, mày là con khùng, mày là thằng khùng. Nó gõ thước bằng gầm gầm, tại sao mày nói tao khùng? Thằng này nó đâu phải là anh của ba tao đâu mà tao kêu bằng bá. Mày không phải người Việt Nam á gì, người Việt Nam phải biết bác là anh của ba. Thằng nào anh của ba mới là bác. Bà nội tao đâu có đẻ thằng già này. Thằng già thấy gớm rồi, bà nội tao đâu có đẻ, bà nội tao đẻ ai cũng đẹp đẹp không à. Nhìn tao không biết thôi. Đúng không anh chị? Cái với tôi nó chỉ vô tấm hình nó kêu cha già dân tộc, mình chỉ vô mặt nó. Mày hư não mẹ nó rồi. Đám mội tụi mày hư não mẹ nó hết rồi. Thì sao nó gạt được tụi mình?
Nó sẽ hỏi tại sao mày nói tao hư não, cái này là cha già dân tộc thiệt mà. Dân tộc này, đợi có thằng già này chịch con mẹ nào nó mới đẻ ra dân tộc này hay sao? Tự nhiên có thằng giả chung trong hang ra nó chịch con mẹ nào đó đẻ ra dân tộc này ư? Chứ nếu thằng già này không có chịch con mẹ nào đẻ ra dân tộc này thì sao nó là cha của dân tộc này được? Có phải cái não tụi mày bị hư không? Ủa hồi xưa tao nghe kể dân tộc này là, nghe kể là nghe các anh chị chứ tôi không tin rồi. Hồi xưa tôi nghe kể dân tộc Việt của chúng ta là con rồng cháu tiên. Con rồng tức là gì? Tức là Lạc Long Quân. Ghê không? Trời ơi, con người không chịu chịu con rồng. Lạc Long Quân. Gồm Lạc Long Quân ổng cưới. Bà Tiên là Âu Cơ. Bà Tiên lúa nước. Bà Tiên Âu Cơ. Thì nó mới đẻ ra. Phải đẻ ra người cũng đỡ, đẻ ra trứng. Nở ra người Việt. Tao nghe kể gì đó, tao nghe là ông bà xưa kể gì đó, dân tộc này là con rồng cưới con tiên đẻ ra trứng, nở ra dân Việt. Đúng không các anh chị, đúng không? Ủa vậy là ông Lạc Long Quân là con rồng Lạc Long Quân bị cha già này cấm sừng, bị giả hồ, mọi bắt bó nó cấm sừng, nó chịch lén bạo cơ đẻ ra trăm trứng, phải rồi, con mồi chịch con tiên ra trứng, đúng rồi các anh chị ơi. Nó lén lén Lạc Long Quân nó chịch Âu Cơ đẻ ra trứng nở ra dân Việt, thì chỉ có cách đó nó mới là cha già dân tộc của chúng ta thôi, còn không là tụi mày hư não hết rồi. Cái não tụi mày á là nó chỉ chứa Mác, Lê, Mao, Hồ và xịt trộn trộn lên để tư duy thôi, nó mới ra thằng đó là cha già dân tộc. Phải không? Phải không? Phe đảng, phe đảng ơi, phe đảng đâu mất hết rồi. Những điều này nó không còn lừa được những người như chúng ta, tại vì chúng ta tiếp cận được thông tin đó các anh chị, và chúng ta bắt đầu có tư duy. Thì nó bắt đầu nó phải lừa những đứa nhỏ nhỏ vậy nè. Trong cái cơn gọi là hoảng loạn của tụi cộng sản, cộng sản luôn luôn tồn tại. Tôi có một cái bài viết cách đây khá lâu rồi các anh chị. Cộng sản luôn luôn tồn tại bởi một công thức bất di bất dịch. Tôi nghiên cứu các thể chế cộng sản trên thế giới đã tồn tại, tôi biết nó có một cái công thức bất di bất dịch để nó tồn tại. Đó là nó phải xây dựng một lãnh tụ. Nó phải xây dựng một lãnh tụ thì cộng sản nó mới tồn tại được. Không có cộng sản là không, không có lãnh tụ là không còn thể chế cộng sản nữa. Tại vì khi con người không còn thờ lãnh tụ nữa, không có chọn ai làm lãnh tụ nữa, người ta biết cái quyền làm chủ của người ta, người ta tự định đoạt số phận của mình, thì lúc đó cái tư tưởng về dân quyền nó dâng cao, thì người ta bắt đầu với đòi dân chủ. Có dân chủ thì cộng sản nó sụp. Các anh chị hiểu cái công thức của tụi nó không? Tức là nó phải xây dựng một lãnh tụ thì cộng sản nó mới tồn tại. Mà bây giờ cỡ 8X, 9X, thậm chí 10X luôn, nó biết hết trơn rồi. Mấy đứa cháu của tôi giờ nó biết hết trơn rồi. Thành ra buộc lòng nó phải nhồi sọ thấp hơn một chút mấy đứa học sinh tiểu học. Và chúng ta nhìn vào đó, chúng ta cười. Chúng ta nhìn vào cái màn cosplay của mấy anh cộng sản dựng lên một cái xác ướp cái mặt như cái gớm vậy. Tôi coi cái trang mà nó đăng cái clip đó các anh chị biết, cái trang đó nó tên là nhổn làm, đừng có nói lái nha, nói lái cái tên cái trang đó, nó kỳ lắm. Nhổn làm nó đăng như nè, nó nói ý ngộ Bác Hồ mặc lờ là có thiệt, Bác Hồ mặc giống cái lờ, vậy ra Bác Hồ mặc lờ là có thiệt. Nó đưa Bác Hồ mặc lờ vô, nó dựng, tiếp tục tái xây dựng một hình tượng lãnh tụ cha già dân tộc, tức là tái lập cái công thức để cộng sản tồn tại trong đầu cái thế hệ trẻ nhỏ 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 như này các anh chị.
Chúng ta nhìn, chúng ta khoái, chúng ta cười, chúng ta thấy vui, chúng ta cười, chúng ta nói ơi, nó làm vậy là làm nhục ông Hồ thôi. Nhưng mà các em nhỏ nó nhìn nó đâu có hiểu các chị. Con cháu chúng ta đang học trong trường nó nhìn đâu có hiểu. Phải không các anh chị? Mà những em nhỏ này nè, nó sẽ tiếp tục, nó lập trình trong cái não đó. À, đây là lãnh tụ, đây là Bác Hồ, đây là vị cha già kính yêu của dân tộc. Và Bác dẫn dắt dân tộc đi hết thắng lợi này tới thắng lợi khác, vân vân. Những cái luận điệu mà Cộng sản nó tuyên truyền, những em nhỏ này bắt đầu nó định hình, nó lập trình tư duy, nó lập trình từ nhỏ là các anh chị. Và khi các anh chị ơi, 10 năm nữa, 5 năm, 10 năm nữa, những em này nó lớn lên như này, thì chính chúng ta nè, những người như chúng ta ngày hôm nay nè, đang rỉ tai đem tuyên truyền, đang đánh thức lẫn nhau. Chúng ta quay lại con cháu chúng ta, nó thờ Hồ tiếp, nó thờ đảng tiếp, nó bưng bô đảng tiếp. Chúng ta bên ngoài tự do, tự do, tự do, nó trong nhà Bác Hồ muôn năm, đảng quang vinh, Bác vĩ đại. Chúng ta ở ngoài tự do, nó trong nhà đảng quang vinh, Bác vĩ đại. Các anh chị thấy cái bối cảnh, các anh chị thấy cái lực lượng của chúng ta, cái tương lai vận mệnh của chúng ta nó như thế nào? Rồi, à, tôi kể câu chuyện đó cho các anh chị nghe. Quay trở lại chủ đề chính, vẫn là câu hỏi hồi nãy. Vậy thì Hồ Chí Minh có liên quan gì tới quốc nạn ấu dâm? Các anh chị, để trả lời câu hỏi này các anh chị, chúng ta cần biết một sự thật. Đó là con người của chúng ta các anh chị, so với muôn loài trên trái đất này, sức mạnh của con người nó đến từ đâu? Tức là sức mạnh của chúng ta, cái sức mạnh mà mạnh nhất của loài người so với muôn loài của trái đất, nó đến từ đâu các anh chị? Các chị ơi, sức mạnh của loài người chúng ta so với muôn loài mà nó khống chế luôn, nó lấn át luôn, nó tiêu biểu hơn tất cả các loài khác luôn, nó đến từ đâu các anh chị? À, tôi thấy chị Nhân Nguyễn trả lời. Tư duy. Anh Tài Nguyễn là lý trí, anh Danh Võ là tư duy. À, tư duy, sự hiểu biết, trí tuệ, đúng không các anh chị? Tức là sao? Nó gọn lên là gì? Là đến từ bộ não của chúng ta. Đến từ bộ não của chúng ta. Chúng ta hơn các loài khác ở chỗ bộ não. Chúng ta không thể nào dùng sức chúng ta để chúng ta đấu với con trâu hay con ngựa, là chúng ta không lại tụi nó. Chúng ta cũng không thể nào dùng móng vuốt để chúng ta đấu với con cọp, con sư tử, con beo. Nó không bao giờ lại tụi nó. Lội cũng không bao giờ lại con cá mập. Bay cũng không được như chim. Chúng ta không bằng tất cả các loài khác, nhưng chúng ta có bộ não. Sức mạnh của loài người cai trị tất cả các loài khác là do bộ não, tất cả các hoạt động của bộ não các anh chị. Mà điểm mạnh nhất của bộ não, mạnh nhất của bộ não con người đó các anh chị, đó là do sự tưởng tượng. Do sự tưởng tượng á các anh chị. Có nhiều anh chị có thể nói là bộ não thông minh thì mạnh hơn bộ não không thông minh, đúng không? Bộ não thường tư duy thì mạnh hơn bộ não ít tư duy. Nhưng mà thực chất những bộ não nào mà thường tưởng tượng hơn thì nó gồm có cả thông minh, có cả vận động, có cả động não. Nó tưởng tượng hơn thì nó mạnh hơn, nó vận động liên tục hơn. Và chính cái điểm mấu chốt này nè các anh chị, mà tất cả các
thể chế độc tài, nhất là cộng sản, nó luôn đánh vào bộ não của con em chúng ta. Nó đánh vào bộ não của con em chúng ta. Và cái việc mà nó dùng một cái hình tượng nào đó làm lãnh tụ, giống như phát xít Đức dùng Hitler làm lãnh tụ, dạng cũng cha già dân tộc Đức nữa đó. Liên Xô dùng Stalin, Lenin làm cha già dân tộc. Cuba dùng Fidel Castro làm cha già dân tộc. Trung Quốc dùng Mao Trạch Đông làm cha già dân tộc. Bây giờ nó chuyển, nó đọc Mao Trạch Đông và nó chuyển qua Tập Cận Bình làm cha già dân tộc. Nga bây giờ nó có Putin làm cha già dân tộc. Obama cũng muốn làm cha già dân tộc nước Mỹ lắm mà hên quá, dân Mỹ nó không có thích. Dân Mỹ nó không có muốn có cha già dân tộc. Thành ra rớt cái bẹp. Chứ thôi Hillary trúng cử là sửa hiến pháp. Sau hai nhiệm kỳ, được nghỉ một nhiệm kỳ rồi tái cử trở lại giống hệt như Putin bên Nga, Obama lên nữa làm cha già dân tộc. Tất cả thể chế độc tài, những thằng mà có tư tưởng độc tài, nhất là những thằng cộng sản, nó đánh vào bộ não của con người. Tại sao? Tại vì khi nó dựng lên những cái hình tượng kiểu như Hồ Chí Minh các chị, nó sẽ hướng con cháu chúng ta tư duy, động não, vận động, tưởng tượng đều hướng vào cái hình tượng này. Nó đều chuối cái não của chúng ta, chuối con em chúng ta vào đúng cái hình tượng này. Mà con người các anh chị, khi mà tư duy nó bị rập khuôn, bộ não nó rập khuôn, nó động não, nó tư duy, nó tưởng tượng, cái gì cũng liên quan đúng cái rập khuôn này, đúng cái hình tượng này. Cũng có bao nhiêu câu chuyện này từ năm 1911 tới giờ cứ y như vậy, kể hoài không bao giờ, không có thay đổi, không thay đổi. Có đúng câu chuyện hết lớp này kể tới lớp khác kể. Hồi xưa mấy thằng 7X đàn anh của tụi tôi nó cũng kể đúng câu chuyện đó. Tới 8X tụi tôi vô cũng học, cũng vô đoàn, nó cũng bắt kể mấy câu chuyện đi thi, kể thấy mẹ luôn. Kể có giải đàng hoàng nghe, chứ không phải đùa đâu nghe. Kể những câu chuyện liên quan tới bác, kể đặt giải đàng hoàng nghe. Rồi xong tới hồi tôi ra trường, tôi đi làm, tôi biết chắc mẹ mình bị nhồi sọ rồi. Cái mình quay lại mình nhìn mấy thằng 9X, nó cũng đang kể câu chuyện giống mình kể hồi xưa. Mình nói chết mẹ, cả mấy 9X bị nhồi sọ giống mình. Cái mình lôi được má nào lôi, mình kéo cái nó tỉnh vậy. Nó nhìn mấy thằng 10X bây giờ, tôi 7X, 8X, 9X quay lại nhìn mấy thằng 10X bây giờ, nó cũng kể những câu chuyện giống hệt tụi mình hồi xưa. Tức là sao các anh chị? Tức là hết thế hệ này tới thế hệ khác, tụi nó lập trình cái tư duy chúng ta chuối mũi vô đúng hình tượng này, đúng khuôn mẫu này. Động não có bao nhiêu đây, tưởng tượng cũng có bao nhiêu đây. Thì nó đẻ ra một cái dân tộc. Hết thế hệ này tới thế hệ khác, đầu óc nó chỉ có nhiêu thôi nè. Thế giới người ta bao la rộng lớn vậy nè. Loài người người ta tưởng tượng được biết bao nhiêu thứ hay ho đẹp đẽ. Người ta tư duy được những thứ hay ho và đẹp đẽ. Người ta sáng tạo ra được những cái giá trị làm cho cả thế giới này thay đổi, làm cho cuộc sống loài người ngày càng tốt hơn, làm cho con người ngày càng văn minh hơn, nhân văn hơn. Còn chúng ta thì bị chúi đầu vào thằng Hán tặc. Chúng ta tưởng tượng về thằng Hán tặc. Hồ Chí Minh là người Trung Quốc, cái này tôi không cần phải nói thêm nha các anh chị. Hồ Chí Minh là người Trung Quốc, các anh chị tự lên gõ cái cọc nó ra. Có cả một cuốn công trình nghiên cứu lịch sử của giáo sư sử học Đại học Quốc gia Đài Loan nghiên cứu đàng hoàng, chứ không phải Quỳnh Quốc Huy nói. Giáo sư Hồ Chí Hùng nghiên cứu. Quyển Hồ Chí Minh xin bình khảo, lên mạng gõ cái cọc nó ra, bản tiếng Việt cho các anh chị đọc luôn. Hồ Chí Minh là người Trung Quốc. Thì chúng ta cả thế hệ này tới thế hệ khác bị chúi đầu vào đúng một cái hình tượng thằng Hán tặc. Thằng Trung Quốc qua làm lãnh đạo nước ta thì gọi là Hán tặc chứ là cái gì, phải không? Phải không các anh chị? Hay gọi là cha già dân tộc nữa mới chịu. Tư duy cũng tư duy giống thằng Hán tặc, tưởng tượng những câu chuyện liên quan tới Hán tặc, học tập làm theo Hán tặc. Mà nó là cái người của hồi năm 1900. Các anh chị hiểu một năm, năm 1900 không? Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Còn chúng ta bây giờ là giữa thế kỷ 21 rồi.
không cần nói đúng sai hay tốt xấu, chúng ta chỉ chăm chăm học tập làm theo đúng một cái nhân vật thôi, chứ không được một cái hệ tư tưởng, một cái nhân vật hồi cuối thế kỷ 19. Trong khi chúng ta đang sống ở giữa thế kỷ 21, là dân tộc này nó bị tụt hậu hơn người ta biết bao nhiêu rồi. Hả các anh chị? Trong khi người ta học những điều mới mẻ hơn, người ta nghiên cứu, người ta tư duy, người ta tưởng tượng, người ta sáng tạo những điều chưa ai nói tới, những điều chưa ai làm ra, người ta tạo ra những điều chưa ai biết. Những cái đó mới là những cái nhân loại hướng tới, nhân loại cần. Và đó người ta gọi là phát triển, người ta gọi là tiến hóa, phát triển. Còn chúng ta bị mấy anh cộng sản nó đè đầu chuối ngược về thế kỷ 18, 19. Học theo Hán Tặc, làm theo Hán Tặc, suy nghĩ theo Hán Tặc, hướng đầu óc tới Hán Tặc, tư duy, tưởng tượng, con khỉ gì cũng theo Hán Tặc, cả dân tộc theo Hán Tặc. Mà nó cùi bắp sát mía nữa chứ phải nó tốt đẹp gì đâu. Thì chúng ta bị tụt hậu, ngày càng tụt hậu đó. Đó là điểm thứ nhất. Các anh chị bắt đầu thấy nó liên quan chứ. Chúng ta mất hết sức mạnh rồi. Con người có bộ não là sức mạnh, là dân tộc hết sức mạnh luôn rồi, phải không các anh chị? Bắt đầu thấy liên quan chứ các anh chị. Thì quay trở lại câu chuyện về các em học sinh nhỏ mà đang bị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục Đào tạo Cộng sản Việt Nam, nó làm trò, nó tạo hình tượng của Hồ già đi vô trường, là nó bắt đầu tiếp tục thế hệ nó lập trình cái não của các em, con cháu của chúng ta, nó hư sớm hơn chúng ta nữa các anh chị, nó còn hư nặng hơn chúng ta nữa đó các anh chị. Vậy thì quay trở lại câu chuyện, chúng ta đã biết não chúng ta bị lập trình, chúng ta đã biết não chúng ta bị tụi nó làm hư ở khúc nào. Nó bị đứt tư duy, không biết đặt câu hỏi, không biết nghi vấn, chỉ lo những chuyện vặt vãnh cá nhân mà không lo những chuyện lớn lao của dân tộc, những chuyện quan trọng, trọng đại hơn thì không lo. Hư khúc đó rồi đúng không? Bị đẩy về một hình tượng, một biểu trưng, một nhân vật duy nhất mà là không phải người Việt Nam, chúng ta biết rồi đúng không? Chúng ta đồng thuận với nhau điểm này rồi đúng không? Tức là sức mạnh của dân tộc chúng ta, sức mạnh của loài người từ não, mà sức mạnh của dân tộc chúng ta đang bị suy yếu một cách nghiêm trọng là đúng không các anh chị? Vậy thì bây giờ quay trở lại, nó liên quan gì đến với quốc nạn mà chúng ta đang nói? Điểm thứ ba, câu hỏi đặt ra là nếu như cái nhân vật, cái hình tượng, cái lãnh tụ, cái mà đang thu hút não của chúng ta hướng gì đó, cái mà nó dán đầy hết khắp nhà này tới trường nọ, tới đường này, tới phố kia, cái mà ai cũng nhìn vào đó, ai cũng chú vào đó, ai cũng đặt cái tư duy, cái tư tưởng của mình vô đó, mà nó là bệnh hoạn, nó là xấu xa, nó là tội ác, nó là quỷ dữ, thì các anh chị nghĩ hậu quả nó như thế nào? Các anh chị hiểu câu hỏi này không ạ? Tức là chúng ta đã thấy được cái cách mà họ lập trình não của chúng ta bị chuối vào nhân vật Hồ Chí Minh này, bị chuối vào nhân vật từ Trung Quốc qua này, nó dẫn dắt, nó làm suy yếu sức mạnh của dân tộc chúng ta. Sức mạnh chúng ta nằm đây nè, nó làm suy yếu hết, nó triệt tiêu luôn, đúng không? Vậy thì câu hỏi đặt ra là nếu như nhân vật này không phải là một nhân vật tốt đẹp, mà lại là một con quỷ dữ, mà lại là một tên bệnh hoạn, thì các anh chị nghĩ sao? Có phải là vô cùng nguy hiểm không các anh chị? Có phải không? Nếu như mà dẫn dắt chúng ta hướng tới một người có tư tưởng như Jefferson chẳng hạn, tư tưởng tự do như Jefferson, tư tưởng giải phóng nô lệ chẳng hạn, như Washington chẳng hạn, thì nó cũng có những cái tệ. Tức là chúng ta cái chối đầu vào đúng một nhân vật đó thì nó cũng rất là tệ. Con người là phải học hỏi rất là nhiều, chứ không chỉ học một cái một là cái đó ngu lắm, ngục quần lắm, cũng có rất là tệ. Nhưng mà ít gì đi chăng nữa, chối vào tự do thì chúng ta có tự do trước đã, đúng không các anh chị? Chối vào những chiến binh chiến đấu cho tự do thì chúng ta sẽ học được tinh thần chiến đấu cho tự do.
chối đầu chúng ta vào một ông tỷ phú chẳng hạn, thì ít nhất chúng ta cũng học được cách làm giàu của mấy ông tỷ phú này, đúng không các anh chị? Đằng này chúi đầu vào một tên bệnh hoạn và độc ác thì một tên quỷ nữa thì sao các anh chị? Các anh chị bắt đầu thấy được cái sự liên quan của quốc nạn đối với tên này chưa? Tại sao chúng ta nói bệnh hoạn, tại sao chúng ta nói độc ác, tại sao chúng ta nói quỷ dữ? Tại sao các anh chị? Cuộc đời của ông Hồ Chí Minh, bỏ cái vụ cuộc đời cách mạng này, đời thường của ông Hồ Chí Minh, rất ít người ở Việt Nam biết. Tại vì sao? Tại vì khi muốn xây dựng một hình tượng mà lãnh tụ của các anh chị, thì các thể chế độc tài đều giống hệt như nhau, nó rập khuôn là nó phải vẽ cái ông lãnh tụ này rất là đẹp, kiểu như là thánh vậy đó các anh chị, sống đạm bạc, ăn mặc giản dị, ăn uống mà giản dị, học cao hiểu rộng, nhưng mà tốt bụng nhân ái, rồi cả đời cống hiến cho cộng đồng, cho quốc gia, dân tộc, nhân dân. Tức là các công thức xây dựng những lãnh tụ của các thể chế độc tài để duy trì các thể chế độc tài, đặc biệt là cộng sản, nó giống hệt nhau, nó không khác chút nào. Nhưng mà thực sự đằng sau đó, đằng sau những cái lớp vỏ mà đẹp đẽ đó, thì rất ít người biết nó là câu chuyện hoàn toàn trái ngược lại so với những gì mà người ta vẽ ra. Trái ngược lại. Tôi chia sẻ với các anh chị chuyện chăn gối dị thường của Hồ Chí Minh, để các anh chị tự đánh giá thì coi nó có bệnh hoạn không nha. Nghe các anh chị. Tôi biết dân Việt Nam mà nghe nói chuyện chăn gối, chuyện phòng the, chuyện lú đùi, lú véo, lú điếc, chuyện quánh ghen, lột đồ, vân vân, là dân Việt Nam mình khoái. Nghe mấy chuyện này khoái lắm. Chuyện phòng the dị thường của Hồ Chí Minh. Các anh chị có uống Minh Mạng Thang, có anh nào uống Minh Mạng Thang không? Bỏ đi đừng uống nữa. Nghe chuyện này xong bỏ đi. Đi vô lăng đốt cái xác thành than uống mạnh hơn. Đốt xác thành than uống mạnh hơn. Không phải ngẫu nhiên các anh chị, Hồ Chí Minh cũng như các lãnh tụ khác của các thể chế cộng sản, Liên Xô, Cuba, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Cưu Cộng, Hàn Cộng, Trung Cộng, Việt Cộng, Xô Cộng đều giống nhau, các lãnh tụ đều giống nhau ở một điểm. Không phải ngẫu nhiên. Đó là khi mà họ đã tự đặt mình vào vị trí lãnh tụ, nguyên một cái bộ máy tuyên truyền tôn vinh họ rồi, nguyên một cái đám dân ngu, nó ngu, nó hư não hết rồi, thì nó tôn vinh làm cha già dân tộc, thì họ ngồi trên một cái đỉnh cao quyền lực tuyệt đối. Mà quyền lực tuyệt đối thì nó sẽ tha hóa con người ta. Các anh chị nên nhớ điểm này nha. Tha hóa con người ta. Tha con người nó còn tha hóa thì nó con quỷ. Nghe các anh chị. Thì con quỷ nó tha hóa cơ nào. Một trong những cái điểm tha hóa của những tên độc tài đó chính là bệnh dâm dục. Bệnh dâm dục đó các anh chị. Thì Hồ Chí Minh cũng giống như mấy tên khác, Stalin cũng vậy, Mao Trạch Đông cũng vậy, Fidel Castro cũng vậy, Kim Jong-un bây giờ ở Bắc Triều Tiên cũng vậy, Tập Cận Bình bây giờ cũng vậy. Giống nhau ở chỗ, nó tha hóa đến độ, các anh chị biết, nó nhân dân nó là đập tan chế độ phong kiến, tức là nó tiêu diệt các hoàng gia của các quốc gia để nó xây dựng thể chế cộng sản. Nó phong kiến bóc lột loài người, nó đập tan chế độ phong kiến. Phong kiến tuyển cung phi mỹ nữ cho vua chúa, đó là đồi trị. Người dân mà coi tạp chí Playboy thôi, nó cũng nói đồi trị, sản phẩm đồi trị. Mặc đồ mà ngắn ngang đầu gối, lú cái đùi ra, nó nói đồi trị. Nhưng mà những thằng lãnh tụ, những thằng lãnh đạo của cộng sản thì nó lại tuyển một cái đội rất là nhiều gái để phục vụ chuyện chăn gối cho tụi nó, mà Hồ Chí Minh không phải là ngoại lệ. Không phải là ngoại lệ nha các anh chị. Tức là sao? Tức là tụi nó dụ dân đi đánh
chế độ phong kiến xong, tụi nó xây dựng một cái loại phong kiến kiểu mới. Tụi nó tuyển cung phi mỹ nữ kiểu mới. Nhưng mà nó mang danh nghĩa là gì các anh chị? Mang danh nghĩa là các nhóm thư ký của Bác Hồ. Mang danh nghĩa là các nhóm phụ bếp của Bác Hồ. Mang danh nghĩa là các nhóm nữ giao liên của Bác Hồ, của chiến khu. Và mang danh nghĩa là các cháu ngoan Bác Hồ, mà cháu ngoan gái á. Các cháu ngoan Bác Hồ. Hết tháng này tỉnh này cử một tốp đến tiếp Bác Hồ, ăn ngủ với Bác Hồ, làm chuyện người lớn với Bác Hồ. Xong tới tỉnh khác cử một đám cháu ngoan Bác Hồ khác đến động phòng với Bác Hồ. Và các anh chị biết câu chuyện đó, các anh chị tưởng chỉ thời đó nó kết thúc sao? Các anh chị không thấy một cái giáo trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nào mà nó chơi gái theo kiểu Bác Hồ, nó không có, nó không có in, nó không phát cho đảng viên. Nhưng mà hầu hết, tôi nói hầu hết, tất cả các tỉnh thành, tỉnh ủy, thành ủy của các tỉnh thành ở Việt Nam hiện nay, tỉnh ủy, thành ủy tức là cơ quan đảng bộ, đảng Cộng sản Việt Nam của tỉnh đó hoặc thành phố đó, nó đều có những cái nhóm cán bộ văn thư, cán bộ văn phòng, nữ cán bộ văn thư, nữ cán bộ văn phòng, nữ thư ký, nữ giúp việc, thậm chí còn nữ nữ lao công nữa các anh chị. Các anh chị tin không? Có những tỉnh các anh chị tuyển đội lao công là những cô gái số đo 3 dòng mới được làm lao công, chiều cao một bé 60 mấy mới được làm nữ lao công, chăm chà thôi cũng phải số đo với chiều cao. Đồ á là phải mặc theo form đồ của ủy ban và thành ủy mai. Đặng chi các anh chị biết không? Đặng phe Víu, phe Đức, phe Mông. Đặng tỉnh này á, tiếp trung ương về, xếp ở trên trung ương về thì em có mấy em văn phòng, mấy em cơ yếu, mấy em phục vụ để ra tiếp mấy em. Thằng trung ương nó về nó muốn thanh tra tỉnh này một cái xì căng đan, một cái tham nhũng mà nó mới vừa đặt đít ngõ xuống, chưa có kịp thanh tra nữa nó mới tặng án. Cái có con nhỏ cái áo trễ xuống tới dưới rúng vậy nè, cúi xuống gót trà mà cái thằng thanh tra của trung ương nhìn thấy cộng dinh nịch luôn. Có phải là phong kiến kiểu mới nó lan rộng từ hang Bắc Bó, từ Hồ Chí Minh dài từ những năm 50 tới bây giờ không các anh chị? Phải không các anh chị? Các chị thấy liên quan chưa? Chưa đâu. Bây giờ mấy quan chức mình còn hay hơn nữa. Mấy em rót nước chăm trà, mấy em lao công phục vụ đó. Phục vụ mấy anh là sao không biết, mấy anh thích quá, mấy anh sướng quá, mấy anh đã quá, mấy anh bổ nhiệm lên làm giám đốc sở luôn. Rót trà khoe vú mà lên làm giám đốc sở được luôn, các anh chị thấy hiểu không? Các anh chị hiểu mình đang sống trong xã hội gì chưa? Nó còn mọi rợ hơn xã hội phong kiến các anh chị. Xã hội phong kiến người ta quy củ lắm, người ta không có bậy bạ như vậy đâu các anh chị. Vua chúa, có những vị vua chúa họ tuyển rất là nhiều cung phi thật có, nhưng không phải vị vua nào cũng vậy. Có những vị vua chỉ có hoàng hậu thôi, không có cung phi gì hết, mà không có tuyển cung nữ vô làm cái trò mọi rợ xúc sinh bậy bạ, không có. Và những con cung nữ đã được tuyển vô thì không bao giờ được lên làm thượng thư. Phải không các anh chị? Bắt đầu các anh chị thấy liên quan chưa? Thấy cái mối đại họa của sự dâm tặc và bệnh hoạn ở đâu nó ra chưa? Rồi, trong những cái nhóm mà cháu ngoan Bác Hồ về phục vụ cho mà Hồ Chí Minh đó, những cái nhóm cháu ngoan Bác Hồ về phục vụ cho Hồ Chí Minh đó,
thì hầu hết các bé này đều là khoảng 14, 15 tuổi các anh chị, tức là học cấp 2 các anh chị. Học cấp 2. Những bé gái này đều là của miền Nam chở ra miền Bắc để nạp mạng cho Bác Hồ. Nói là để tôn vinh cháu ngoan Bác Hồ, gặp gỡ Bác Hồ, vinh dự được tiếp xúc trực tiếp với Bác Hồ, nhưng thật ra là để nạp mạng cho Hồ Hán Tạc. Thì các anh chị biết có những câu chuyện câu chuyện mà tôi cho là nổi tiếng nhất luôn, mà tôi đọc các anh chị cũng khá lâu rồi, bây giờ mà mỗi lần nhắc lại là tôi cảm thấy rùng mình. Câu chuyện của bà Quỳnh Thị Thanh Xuân, một trong hàng chục bé gái ở Quảng Nam Đà Nẵng được phong danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ vì cái công làm giao liên cho cộng sản ở miền Nam. Các anh chị biết miền Nam lúc đó là đã là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa Tự Do rồi, nhưng mà không biết cái bà nội này với cái đám mà cháu ngoan Bác Hồ 14, 15 tuổi, bạn của bà đó, rảnh rồi lắm đi làm giao liên cho cộng sản, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, được phong cháu ngoan Bác Hồ. Được người ta tuyển mấy chục cô đi với bà Xuân này đi ra gặp Bác Hồ. Và bà này chính là tác giả của một cái câu chuyện hồi ký: Lần gặp Bác Hồ tôi mất chinh. Các anh chị đọc đi các anh chị. Quỳnh Thị Thanh Xuân. Câu chuyện rất là dài nhưng mà tôi tóm gọn cho các anh chị, nó diễn biến như vậy. Sau khi hợp hội, tặng hoa, tặng quà, chụp hình, vỗ tay, tuyên dương, vân vân, ôm Bác Hồ hung hít, nút môi, nút mỏ, bóp vú, vân vân, thì tưởng là vậy là xong rồi. Bà Xuân và các bé gái tưởng xong rồi, nhưng không. Tối đêm đó, có một cái nhóm trợ lý của Bác Hồ, nó dẫn các bé này đi tắm rửa cho sạch sẽ, cho thơm tho, từ của mấy thằng mọi nó gọi là cho ngon á. Xong rồi nó đem vô nó nộp cho lãnh tụ Hồ súc sanh thưởng thức. Cháu ngoan Bác Hồ thì Bác Hồ phải thưởng thức chứ. Các chị nhớ cái công thức này nha. Cháu ngoan Bác Hồ thì để cho Bác Hồ thưởng thức chứ. Mà các anh chị biết mấy bé gái này mới 14, 15 tuổi, nó đâu có biết gì. Thời bây giờ thì có thể nó thành quỷ. Thời bây giờ có thể nó thành quỷ. Nhưng mà hồi xưa các bé gái đâu có biết gì các anh chị. Tức là 14, 15 tuổi, thời của tôi thôi, chứ đừng nói thời xưa, thời của bà Xuân. Thời của tôi thôi, hồi lớp 7, lớp 8 có biết khỉ gì đâu. Thậm chí tắm xong còn ở chuồng nữa kìa. Vậy mà cái thằng mà rất là nhiều anh chị gọi là cha già dân tộc á, thằng Hán Tắc đó, nó cưỡng hiếp hết bé này tới bé khác trong cái đoàn cháu ngoan Bác Hồ. Có những cô bé bị hoảng loạn quá, chống cự, thì cái nhóm trợ lý của Bác Hồ thủ tiêu các cô bé này luôn, vĩnh viễn không được trở lại miền Nam, một đi không trở lại luôn. Thì bà Xuân này cùng với những người đi chung với bà nhìn thấy cảnh những người bạn của mình bị thủ tiêu, thành ra họ phải cắn răng chịu cho cha già dân tộc cưỡng dâm. Mà các anh chị biết, nó xúc sinh và nó mọi rợ đến độ trong lúc nó cưỡng dâm một bé gái, nó thì thào bên tai bé gái một câu mà bà Xuân này bà kể lại. Các anh chị biết cái câu đó nó mọi như thế này: để bắt cái hạt giống đỏ của bác vào người các cháu, các cháu đem vào miền Nam nuôi nấng chăm sóc cho bác nhé. Mà nói đúng giọng của nó là không phải giọng đó. Để tôi nói lại giọng của nó: để bắt cái hạt giống đỏ của bác vào người các cháu, các cháu đem về miền Nam nuôi nấng chăm sóc cho bác nhà. Cái giọng tàu khựa mà nó giả tiếng Nghệ An á các anh chị. Nó nói giống như mắc ỉa vậy đó.
nó gặn từng chữ vậy đó. Thì các anh chị tưởng tượng, các anh chị là những cô gái này, những cô, những bé gái này. Các anh chị tưởng tượng con gái của các anh chị là những bé này. Các anh chị tự có câu trả lời cho mình. Tôi miễn bình luận luôn. Miễn bình luận luôn. Hạt giống đỏ của thằng Hồ Hán Tặc đó bây giờ nó lan khắp cả nước rồi các anh chị. Đó là chuyện trong nước. Đó là chuyện trong nước. Cái được gọi là cha già dân tộc của rất nhiều anh chị ở đây, nó còn đem chuyện ấu dâm, chuyện xâm hại các bé gái này đi ra khỏi biên giới quốc gia của chúng ta. Tức là nó xâm hại, nó dê sồm các bé gái ở các quốc gia khác nữa kìa các anh chị. Có rất nhiều tờ báo của Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và một số tờ báo khác của Mỹ và châu Âu, họ vẫn còn đăng lại câu chuyện vào tháng 3 năm 1959. Ông Hồ lúc đó đại diện cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Bắc Cộng. Năm 59 đó các anh chị, là nó cướp, tụi nó cướp được miền Bắc rồi. Nó có một chuyến thăm chính thức theo lời mời của một thằng tổng thống tào lao nhiều chuyện, Sukarno. Sukarno là thằng tổng thống tào lao thân cộng. Các anh chị nghe cho kỹ nha, chứ không phải Sukarto nha. Sukarto là nó đập đầu, nó cắt cổ cộng sản, nó chôn súng cộng sản luôn. Thằng này nó rất là ngưỡng mộ Hồ Chí Minh, nó rất là thích Hồ Chí Minh. Thì nó mời Hồ Chí Minh đi qua Indonesia, quốc gia của nó lúc đó làm tổng thống, để thăm chính thức một trong những quốc gia đầu tiên của Đông Nam Á đặt mối quan hệ ngoại giao với Cộng sản Việt Nam là thằng này nè, thằng Indonesia. Các anh chị nhớ cho kỹ. Các anh chị biết Indonesia là nước Hồi giáo, họ theo quốc giáo của họ là Hồi giáo, đúng không các anh chị? Mà Hồi giáo là phụ nữ người ta luôn luôn rất là kín kẽ, che mặt, mặc đồ thì kín, không có được lú những cái bộ phận nhạy cảm của cơ thể ra. Tại vì Hồi giáo họ giữ nghiêm ngặt phụ nữ lắm anh chị, thậm chí họ giữ một cách cực đoan luôn. Khi mà tiếp Hồ Chí Minh ở Indonesia, các anh chị biết, thì Sukarno mới đưa các bé thiếu nhi ra cầm cờ, cầm hoa, cầm bóng vẫy. Hồ Chí Minh liên tiếp gặp mấy bé thiếu nhi xinh xắn, nổi máu tà dâm lên, hốt bé này nút, hốt bé kia nút, nút lưỡi chuột chuột chuột, nhòn 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 nhòn, lâu lâu được nút trẻ em Indo một bữa, lâu lâu được nút mấy đứa Hồi giáo một bữa, nút mấy nhỏ gái miền Nam ghét chán rồi qua nút mấy nhỏ gái Hồi giáo Indo. đã mấy thằng Indo nó nổi máu lên. Các anh chị biết mấy thằng Indo là cái quốc gia Hồi giáo, nó có giáo luật rất là nghiêm khắc, đụng vô phụ nữ là nó có thể nó đập chết luôn á các anh chị, nó giết chết luôn á. Nhưng mà vì thằng Hồ lúc này á, nó thăm quốc gia này với tư cách là một nguyên thủ quốc gia, thành ra Indo nó không có thể nào mà làm gì được. Nhưng mà dân nó biểu tình các anh chị, dân nó biểu tình, nó tạo thành những cái đợt sóng truyền thông biểu tình chống hành vi xâm hại trẻ em của Hồ Chí Minh. Và nó yêu cầu Hồ Chí Minh phải dừng hành động hung hít các bé gái lại. Các anh chị biết các tờ báo lớn trên thế giới nó chạy tích Hồ Chí Minh phải dừng hành động hung hít các bé gái lại, Hồ Chí Minh phải dừng hành động hung hít các bé gái lại. Nó chạy tích rầm 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 suốt năm 1959 luôn các anh chị. Người Việt Nam chúng ta bây giờ chúng ta nghe câu này chúng ta nói trời ơi nhột quá, đất nước Việt Nam gì mà nhục dữ vậy trời. Các bạn đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nghe câu chuyện nói trời ơi nhục dữ vậy trời, cha già dân tộc gì mà nhục vậy, cha già dâm tặc chứ dân tộc gì, con quỷ dâm tặc chứ cha già dân tộc gì. Các anh chị thấy nhục không hay là không? Không chừng nhiều anh chị còn không thấy nhục nữa, không chừng nhiều anh chị còn ủng hộ nữa. Tính qua bên Indo gieo hạt giống đỏ cho mấy đứa Hồi giáo nữa gì. Các anh chị thấy nhục không?
Đúng rồi, tại chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cảm thấy quốc gia của chúng ta bị xúc phạm, chúng ta thấy nhục. Còn các anh chị nghĩ thằng Hồ Hán Tặc nó nhục không? Theo các anh chị, sau những bài báo này Hồ Hán Tặc nó có nhục không? Anh chị nào mà nghĩ thằng Hồ Hán Tặc mà sau những bài báo dư luận của quốc tế mà nó nhục, và các anh chị không hiểu được Cộng sản, các anh chị cũng không hiểu được Hồ Chí Minh, nó hoàn toàn không nhục. Thậm chí sau đó các anh chị biết nó có những chuyến tiếp xúc với những trẻ em gái của các nước Đông Âu, là các nước Cộng sản trong khối Đông Âu, nó vẫn tiếp tục sờ mó, bú nút, hôn nút lưỡi, thậm chí nút lưỡi đàn ông luôn, nút lưỡi bé trai luôn. Nó đâu có nhục các anh chị, nó đâu có biết nhục. Người ta còn tìm được tấm hình Hồ nằm bên một bé trai trần truồng ngủ say, mà bé trai ngủ trong cái trạng thái rất là mệt nhọc các anh chị. Dường như là bé trai đó vừa bị xâm hại, trong một cái trận xâm hại rất là mệt nhọc. Hồ tròn tay ôm một bé trai trần truồng ngủ. Các chị nghĩ Hồ nhục không? Tại sao? Tại vì cái nhục đó dân tộc Việt Nam đang gánh, chứ không phải nó. Nó là thằng Hán Tặc mà, nó là quốc tịch Trung Quốc mà. Tại vì dân Việt Nam mình rước nó về làm chủ tịch nước Việt Nam, chứ nó đâu phải là người Việt Nam. Làm sao, tại sao Việt Nam nhục mà tao phải nhục? Tao là chủ tịch Việt Nam, tao làm thì Việt Nam hứng nhục, chứ Trung Quốc tao đâu có nhục. Phải không các anh chị? Trung Quốc của tao đâu có bị nhục, mấy Việt Nam tụi mày nhục ráng chịu chứ. Các anh chị bắt đầu thấy sự liên quan chưa? Thấy sự liên quan chưa? Rồi. Một cái điều mà nó mang tính bản chất nữa, tôi muốn chia sẻ tiếp với các anh chị. Đó là khi chúng ta được lập trình tư duy theo một hình tượng lãnh tụ này, khi đất nước chúng ta được lãnh đạo bởi một đảng, được thành lập bởi nhân vật này và đi theo đường lối chủ trương của nhân vật này, chỉ một đảng này thôi, khi bộ máy quốc hội của chúng ta nó chầm chầm làm theo đảng này, mà toàn đảng này ngồi trong đó nó phải làm theo đảng này, thì hệ thống pháp luật của chúng ta nó soạn thảo theo đảng này của nhân vật này. Đúng chưa các anh chị? Thì chúng ta có một hệ thống hiến pháp và pháp luật, nó phục vụ cho đảng này và nhân vật này, và phe phái, băng nhóm, những người học tập và làm theo nhân vật này. Các anh chị có hiểu cái mệnh đề này không? Có hiểu cái suy luận này không? Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có một thằng lãnh tụ ấu dâm bệnh hoạn. Chúng ta có một đảng lãnh đạo duy nhất là đảng do thằng lãnh tụ ấu dâm này nó tạo ra. Chúng ta có một quốc hội, có một đảng duy nhất là cũng chính đảng của thằng ấu dâm bệnh hoạn này nó tạo ra. Thì chúng ta có hệ thống hiến pháp và pháp luật phục vụ cho thằng ấu dâm và bệnh hoạn này. Đó chính là điều chúng ta nhìn thấy. Quay trở lại chủ đề ngày hôm nay, nạn xâm hại tình dục trẻ em từ Nam chí Bắc diễn ra rầm rầm. Pháp luật xử không được. Xử 3 năm tù, 4 năm tù, 5 năm tù. Ở năm nó ra rồi. Mà nó ra rồi thì cái bé mà bị nó xâm hại là cuộc đời tiêu tan rồi. Còn cái thằng này nó ra nó đâu có sao đâu. Những thằng xâm hại này đều hầu hết là những thằng, thứ nhất là quan chức, thứ hai là đại gia được đảng chống lưng. Phải không các anh chị?
thì nó có chết chóc gì, nó có tiền có của. Các anh chị biết có một thằng đại gia giàu khí, tôi kể các anh chị nghe, nó là tay hòm chìa khóa, là thằng buôn lậu dầu khí cho tỉnh quỷ tỉnh Đồng Tháp. Tỉnh Đồng Tháp miền Tây quê tôi đó. Rất nổi tiếng. Rất nổi tiếng luôn các anh chị. Sau đó vụ buôn lậu dầu khí này bị phanh phui, thì hắn phải đứng ra đưa đầu ra chịu tội thay cho những quan chức ở tỉnh Đồng Tháp. Vụ án này cũng khá lâu rồi, mười mấy 20 năm trước rồi. Đưa đầu chịu tội cho những tên quan chức tỉnh Đồng Tháp. Các anh chị biết hắn bị một án tử hình và hai án chung thân. Các anh chị biết thời điểm đó buôn lậu tội kinh tế là có tử hình mà án nặng lắm. Nhưng mà tại vì các anh chị biết nó chịu tội thay cho tỉnh quỷ tỉnh Đồng Tháp, là thay theo đảng mà. Nó ăn chịu với đảng mà, nó chung chi với đảng mà. Thành ra đảng mới bảo kê cho nó bằng cách nào đó. Cuối cùng các anh chị biết nó ở có 10 năm nó ra. Án tử hình đâu? Không biết. Án chung thân hai cái đâu? Không biết. 10 năm sau nó ra. Mà ở tù như ông vua. Chưa kể là ở tù như ông vua nữa. Giàu lắm. Tổng giám đốc công ty dầu khí của Đồng Tháp. Các anh chị biết giàu vua gì? Sau khi nó ra, dĩ nhiên công ty dầu khí Đồng Tháp đã được tái cơ cấu giao cho thằng khác rồi. Nhưng mà thằng này nó vẫn còn rất là nhiều tiền của. Tại vì nó buôn lậu, nó đạp chân với đảng, nó làm ăn thì nó ăn cướp được rất là nhiều tiền của. Thì nó đứng lên, nó lập một công ty dầu khí khác. Cũng đặt trụ sở tại Cần Thơ, miền Tây. Tiếp tục làm tổng giám đốc một công ty dầu khí mới. Và các anh chị biết câu chuyện ở đây là gì? Là sau khi nó ra, nó làm tổng giám đốc công ty dầu khí, thì nó tiếp tục cái món ăn chơi bệnh hoạn của nó và các quan chức của đảng hồi xưa. Nó không bỏ được các anh chị. Đó là nó cứ tìm những bé gái mà dưới 16 tuổi để phục vụ nhu cầu xúc vật của tụi nó. Mà các anh chị biết không, thằng này bây giờ nó khôn lắm. Nó không phải giống như là mấy thằng đại gia với quan chức ngu kiểu hồi xưa. Tức là thay vì nó đi mua dâm mấy bé nhỏ nhỏ này, thì lỡ bị công an gài, lỡ bị đối thủ kinh doanh gài, ở tù sao có ngày ra, đúng không các anh chị? Thì nó chơi cái trò là nó đi tìm những bé gái mới lớn 14, 15 tuổi mà nhà nghèo. Các anh chị nhớ là nhà nghèo. Nhà nghèo. Nó cho gia đình 50 triệu, 70 triệu, thậm chí có những gia đình 100 triệu. Nó cưới cái bé đó. Mà thằng này nó già lắm rồi các anh chị, gần 70 tuổi rồi đó. Tôi kêu bằng thằng là tại vì nó không có tư cách để chúng ta kêu bằng ông. Nó cưới những cái bé 14, 15 tuổi nó về. Nó xuống dưới nhà người ta, nó chồng tiền, nó làm cái tiệc. Nó cũng gom bà con để cũng làm đám cưới rồi vậy đó. Rồi xong, nó về. Thì bé nào mà gọi là lâu nhất thì được cỡ chừng 5 tháng, 6 tháng. Xong nó tán mặt tay cái bóp, nó đuổi về. Đờ mà mày về, tao không có chịu mày nữa. Tao trả mày về cho má mày đó, mày về má mày dạy đi. Tán cái bóp, đuổi về, xong. Còn có những bé nó cưới có 3 ngày, nó tán cái bóp, nó đuổi về. Có khi hôi phèn quá hả gì, nó chê. Mà các anh chị biết hết tỉnh này tới tỉnh khác, hết bé này tới bé khác rơi vào tay của thằng này. Mà các gia đình này, các anh chị biết, các gia đình nghèo, đặc biệt là miền Tây, họ nhận thức thấp lắm. Họ đâu có biết đó là ấu dâm. Họ đâu biết đó là xâm hại tình dục con của mình. Họ không biết các anh chị. Còn các bé nhỏ nhỏ, các anh chị biết, mới lớn mà. Nghe cha mẹ nói, lấy chồng đi, thì nó sợ muốn chết, nó có từ chối được đâu. Thậm chí cũng có những đứa 14, 15 tuổi nhưng mà nó dậy thì rồi thì nó cũng muốn lấy chồng. Nó cũng muốn lấy chồng vậy. Mà gặp thằng chồng dù hơi già một chút nhưng mà nó cũng là đại gia, nó cũng là giám đốc công ty xăng dầu, nó có ô tô đồ cũng sướng. Thì cũng lấy xong một tuần, hai tuần, một tháng nó đuổi về. Thế là nó chỉ cần tốn 50 triệu, 70 triệu nó có một cô bé gái gọi là ấu dâm hợp pháp. Tạm gọi là hợp pháp trong ngoặc kép. Tôi đố các anh chị bắt được thằng này á. Tôi đố hệ thống pháp luật của Cộng sản Việt Nam bắt được thằng đại gia này đó. Câu chuyện này cho chúng ta thấy điều gì các anh chị?
thể nói à Hồ Chí Minh ấu dâm cãi nó, nó có liên quan. Còn Việt Nam bây giờ ấu dâm xâm hại tình dục Việt Nam là vấn nạn của Việt Nam, nhưng chúng ta không thấy bản chất do một đảng dựng trên một lãnh tụ, được thành lập bởi lãnh tụ mà nó là những thằng ấu dâm, thì nó sẽ tạo ra một cái hệ thống pháp luật bảo vệ cho cái hành vi ấu dâm tồn tại. Pháp luật không thể nào trừng trị, gọi là triệt tiêu quốc nạn ấu dâm trên đất nước Việt Nam một khi còn Đảng Cộng sản Việt Nam, một khi còn Hồ Chí Minh là lãnh tụ. Đó là điểm thứ nhất. Đúng không các anh chị? Đảng Cộng sản nó đâu có ngu gì. Nó công khai những chuyện này, nó soạn luật để nó chế tài, rồi thì Hồ Chí Minh cũng bị chế tài hoặc là bị nguyền rủa thì sao? Phải không các anh chị? Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu như chúng ta là những người yêu thương con cháu chúng ta, thế hệ kế tục của chúng ta, muốn cho tụi nó được bảo vệ, được an toàn, thì chúng ta phải có một hệ thống pháp luật khác. Tức là chúng ta phải có một hiến pháp khác. Muốn có hệ thống pháp luật và hiến pháp khác bảo vệ cho con em chúng ta, thì chúng ta phải có một cái hệ thống quốc hội khác. Phải có một quốc hội của những đảng phái khác, không phải là đảng phái của Hồ Hán Tặc. Chỉ khi đó chúng ta có những đảng phái, có những nhân vật họ hoạt động, họ bảo vệ quyền của trẻ em, họ sẽ soạn thảo những cái bộ luật tiệm cận tới những cái giá trị pháp luật của các quốc gia tự do văn minh. Họ bảo vệ con em họ như thế nào thì chúng ta soạn những bộ luật bảo vệ con em chúng ta như thế ấy. Đúng không các anh chị? Đảng con nít chẳng hạn, chuyên trong lo cho con nít, nó sẽ là người đứng chủ trì soạn ra luật bảo vệ trẻ em chẳng hạn gì. Phải không các anh chị? Chứ đảng dâm tặc Hồ Chí Minh là không thể nào có được. Nói điều này để chúng ta thấy, chúng ta lao đầu vào, chúng ta kêu gào, chúng ta xe, chúng ta cầm tờ giấy A4, chúng ta xuống đường phản đối ấu dâm. Chúng ta đang đi vào một cái ngõ cụt. Một cái ngõ cụt, các anh chị. Mà chỉ có thay đổi triệt để cái gốc, đó là tên lãnh tụ ấu dâm Hồ Chí Minh. Nó không phải là lãnh tụ của chúng ta, nó là thằng Hán Tặc. Chúng ta không phụng thờ và học tập làm theo nó. Chúng ta phải có một xã hội sạch sẽ, văn minh và lương thiện, chứ không phải bệnh hoạn như mọi rợ như tụi nó. Và chúng ta không cần một đảng mà bảo vệ cái ác, cái xấu, bảo vệ tội ác, bảo vệ giặc Trung Quốc để tàn hại con em chúng ta. Thì chỉ khi đó chúng ta phải đấu tranh loại trừ được hai cái đó, thì chúng ta mới có được một tương lai an toàn cho con cháu chúng ta, các anh chị. Đó cũng chính là nội dung chính mà tôi muốn trao đổi với các anh chị trong chương trình đàm luận ngày hôm nay. Chúng ta như thông báo thì chúng ta sẽ có phần điểm một số tin tức quan trọng trong tuần. Thì tôi xin phép dừng ít phút, tôi uống nước nghỉ ngơi rồi tôi trở lại với các anh chị vào phần tin tức. Cảm ơn các anh chị. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này là giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Bục cái móng vào kìa. Bục chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi. Rào củ chết. Đấy, được rồi. Rò vào, lít vào.
ra cùn sao? Nhưng ra bắt đầu chặt đi ông chặt đi xong nó chảy ra thấy này cái mõm nó này hất ra thì cho tiết nó phải chảy ong ốc cơ gió đánh cái cành nhỏ hứng nữa vào hứng mấy thì nó ra ngoài có tí tiết ra ngoài hết cho dao vào lách nó ra đấy dốc về cái cành nhỏ dốc cái ra đấy giờ bắt đầu nó còn thở not contact